Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời cô Mỹ Hiền lên đây để đọc lời của Đức Chúa Trời cho mọi người chúng ta nghe trong sách Giăng đoạn thứ 19, bắt đầu từ 17, để chúng ta cùng xem lời của Chúa. Dạ, xin thân ái kính chào toàn thể quý vị tới Chúa và con dân của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay, hội thánh Salom chúng ta kỷ niệm ngày Chúa Giêsu chịu thương khó. Cảm ơn Chúa vì tình yêu và ân điển của Chúa đã đến thế gian, Ngài đã bằng lòng chết trên thánh giá để đền tội cho chúng ta. Bởi tình yêu và sự hy sinh đó mà chúng ta có mặt buổi tối hôm nay. Amen. Tôi nghĩ buổi tối hôm nay không phải là một ngày buồn. Đây là một buổi tối thật là vui mừng. Lớn bởi sự đổ huyết của Ngài mà chúng ta mới được cứu. Có ai mà được cứu mà buồn không anh chị em? Cứu chúng ta phải vui mừng. Amen. Chúng ta cứu cho quý anh chị em. Amen. Chúng ta cùng nhau đọc lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn thứ 19, từ câu số 17. Chúng ta sẽ đọc theo thầy đối đáp. Dạ. Tôi xin đọc câu thứ 17 và xin mời chúng bạn thánh chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta sẽ đọc tiếp theo lời của Chúa. Đức Chúa Giêsu quét thập tự giá mình đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Golgotha. Ấy đó là chỗ sọ đóng đinh ngài, lại có hai người khác với ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giêsu ở chính giữa. Là một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng: Giêsu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Vì nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành và Chúa Trời trên bảng đó viết tên chữ là lên và tại chữ lễ nơi có những người Giu-đa học đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-láp rằng: Xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng hãy viết rằng người nói ta là vua dân Giu-đa. Phi-láp trả lời rằng: Lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm ai xuống máy được, ấy để cho thử nghiệm lời kinh thánh này. Chúng ta chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta, đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Mary vợ của Cleopa và Mary Magdalene nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một hôn đồ Ngài yêu thương gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi em bà kia, đó là con của người. Đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi, bắt đầu từ bây giờ môn đồ ấy rước Ngài về nhà mình. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được chọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm, vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngô tất, đưa kề miệng Ngài. Thì Đức Chúa Giêsu hiểu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được chọn, rồi Ngài buộc đầu và chúc linh hồn. Cùng nhau câu số 30 hai lần, chúng ta đọc cùng nhau 2, 3. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được chọn, rồi Ngài cũng đầu mà chúc linh hồn. Một lần nữa: Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được chọn, rồi Ngài cũng đầu mà chúc linh hồn. Chúng ta hãy nhìn qua người bên trái và bên phải, đó là mọi việc đã được chọn trong Chúa Giêsu rồi. Mọi việc đã được chọn trong Chúa Giêsu rồi. Amen. Mọi việc đã được chọn rồi. Như là tuyên bố của cô Mỹ Hiền,
tối hôm nay không phải là một buổi tối buồn bã. Amen. Nhưng buổi tối hôm nay là buổi tối của sự vui mừng, bình an. Amen. Vì chúng ta biết được rằng có một đấng đã chết thay tội cho chúng ta. Amen. Và chúng ta một lần nữa hãy công bố rằng mọi sự đã được chọn cho con rồi. Mọi sự đã được chọn cho con rồi. Tôi muốn quý vị nói trong đức tin một cách mạnh mẽ. Mọi sự đã được chọn cho con rồi. Mọi sự đã được chọn cho con rồi. Amen. Khi lòng chúng ta tin thì chúng ta được xưng là công bình. Mà miệng chúng ta nói ra hay là miệng chúng ta công bố ra, tuyên xưng ra, chúng ta sẽ nhận được điều đó. Và một lần nữa tôi muốn hỏi quý vị là bao nhiêu người trong chúng ta tin chắc rằng mọi sự đã được chọn trong Đức Chúa Giêsu rồi. Amen. Khi chúng ta biết rằng khi mà con người đã phạm tội thì con người đã bị xa cách Đức Chúa Trời, đúng không? Và có một khoảng cách xa vô cùng giữa một Đức Chúa Trời đầy thánh khiết và một con người tội nhân đầy tội lỗi. Không thể nào con người đến gần Đức Chúa Trời được, và Đức Chúa Trời cũng không thể nào đến gần con người được vì cái sự ô uế của con người. Đến nỗi sau khi Ngài kêu gọi Môi-se, khi Môi-se lên trên núi á, thì Môi-se cũng thấy cái bóng của Ngài thoáng qua thôi, chứ không thể nào chạm mặt Ngài được, bởi vì cái sự vinh hiển của Chúa quá lớn và tội lỗi của Môi-se thì quá nhiều. E rằng mặt đối mặt thì Môi-se phải bị chết đứng tại chỗ chẳng. Cho nên mình thấy rằng con người không thể nào đến gần Đức Chúa Trời được. Nhưng mà một phương pháp để cho con người có thể hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, Kinh Thánh chép rằng: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta đặt con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa Giêsu Ngài đã xuống trần gian, Ngài đã mang lấy một thân hình của một con người, rồi Ngài hòa đồng vô như một con người, Ngài sống như một con người, Ngài thấu hiểu tất cả những vui buồn, đau đớn, sung sướng, đủ thứ điều của con người. Sau đó Ngài bằng lòng chết trên thánh giá, đổ huyết ra đền tội cho con người. Amen. Và chúng ta nếu cơ hội chúng ta về nhà, chúng ta đọc lại kỹ trong đoạn 19 này, thì ông Philát đã thấy rằng Đức Chúa Giêsu Ngài là đấng vô tội. Ngài không có tội gì cả. Philát cũng tìm cách để mà giải cứu Chúa Giêsu và không muốn đóng đến Ngài. Nhưng mà đoàn dân đông cứ khao khát hô hào lên rằng hãy đóng đinh nó đi. Vì sao? Vì họ mong muốn rằng một Giêsu của họ, một đấng Messia của họ đến để cầm gương và sẽ giúp cho họ đủ tất cả những quân lính La Mã ra khỏi đất Palestine, ra khỏi đất Giuđa, để cho dân của Chúa được tự do. Nhưng điều này Đức Chúa Giêsu không làm theo ý muốn của họ. Buổi tối hôm nay bao nhiêu người có mặt trong chúng ta tại đây, có khi nào chúng ta xin một vấn đề gì đó, chúng ta mong đợi Chúa làm một việc gì đó, chúng ta hy vọng một vấn đề gì đó, Chúa phải làm cho mình phải là dày, mà Chúa không làm theo ý của chúng ta? Liệu tôi và anh chị em có giống dân Giuđa trong thời bây giờ, tức quá, giận quá, bảo sao hãy đóng đinh nó đi, hay là nghỉ đi nhốn đi, hay là không theo Chúa nữa, hay là không đi nhà thờ nữa, giận rồi? Có khi nào trong tư tưởng tôi và anh chị em cũng vấp phải một vài vấn đề giống như vậy không? Thành thật hay đó? Có không anh chị em? Có người có, người không? Tôi chúc mừng những người không, mà tôi cũng đồng cảm với những người có, vì trong đó có chính tôi cũng vài lần, không phải là vài lần mà nhiều lần cũng vấp phạm những điều đó. Cho đến khi tôi hiểu được chương trình của Chúa, tôi hiểu được ý muốn của Chúa, và tôi hiểu được đường lối của Chúa cao hơn đường lối của tôi, ý muốn của Chúa tốt hơn ý muốn của tôi, và kế hoạch của Chúa vĩ đại hơn kế hoạch của tôi, bắt đầu tôi tâm phục khẩu phục và đầu phục Chúa và nói với Chúa rằng xin ý Chúa được nên. Amen. Thành thật, có nhiều điều dân Giuđa mong đợi đến Chúa Giêsu, nhiều điều đó. Họ phải muốn Chúa Giêsu như thế này, họ phải muốn Chúa Giêsu như thế kia. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu không làm theo ý của họ, mà Đức Chúa Giêsu làm theo ý Cha của Ngài ở trên trời. Cũng nhiều lúc trong đời sống
đi theo Chúa của mọi người trong chúng ta. Chúng ta cũng mong đợi mục sư làm một việc gì đó theo ý của mình, hay là người trưởng nhóm làm theo ý của mình. Nhưng mà cuối cùng người trưởng nhóm hay người mục sư không làm theo ý mình, mà làm theo ý của Cha trên trời. E rằng tôi và anh chị em cũng đồng một tâm tình giống như dân Giu-đa đã là hãy đóng đinh nó đi. Và buổi tối hôm nay tôi muốn nói với anh chị em rằng, để hiểu rõ được tất cả những sự yếu đuối, hiểu rõ được tất cả những sự vấp phạm, hiểu rõ với tất cả những sự mà sai sót của con người, Giê-xu muốn bằng lòng giang tay chết thế tội cho tôi và anh chị em. Nếu tôi và anh chị em là những người buổi tối hôm nay mà chúng ta là người trọn vẹn, người đầy đủ, người hoàn hảo, thì Chúa Giê-xu không cần chết thế tội cho tôi và anh chị em. Vì lý do đó tôi lấy cái chủ đề buổi tối hôm nay là mọi sự đã được chọn. Được chọn cho cả những người mạnh mẽ, và cũng được chọn cho cả những người yếu đuối. Được chọn cho những người khôn ngoan, và cũng được chọn cho những người chưa được khôn ngoan. Được chọn cho những người đã thành công, và cũng được chọn cho những người chưa thành công. Được chọn cho người nam cũng như là người nữ. Mọi sự đã được chọn cho nhân thế này ở đại thập tự giá năm xưa. Và chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ quân La Mã đã làm theo ý của con người, và Phi-lát cũng bằng lòng bỏ tay không làm theo ý của mình được. Phi-lát tìm cách để giải cứu Chúa Giê-xu, nhưng mà Phi-lát cũng không làm được. Từ câu 17 trở đi là Đức Chúa Giê-xu bây giờ mới chịu vác thập tự giá của mình. Hai Chúa Giê-xu bằng lòng tình nguyện vác thập tự giá của mình đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Gô-gô-tha. Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, đấng vô tội đó phải vác thập tự giá. Thập tự giá là một cái điều gì đó đối với năm xưa, đối với thập tự giá đó là một sự rủa xả. Thập tự giá là một cái mục hình để treo những tử tội, những người nào tội đồ lớn lao không thể nào xứng đáng chết dưới đất thánh của người Israel, người đó phải bị treo đóng đinh. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta tử hình ngày xưa là bắn, đúng không? Cũng còn giống gì giang tay mà bắn. Thì sau này người ta thấy bắn nó mang rợ của người ta làm gì? Chết thuốc, coi bị chết đi. Tự động rồi. Sau này thì người ta thấy bắn mang rợ người ta mới chết thuốc. Và nhiều mỗi có một số chỗ thì người ta chích thuốc, có chỗ thì người ta chích điện, có chỗ thì người ta cắt cổ, có chỗ thì người ta chặt đầu, làm một cách nào đó nó ghê tởm dành cho một tội nhân. Nhưng mà đối với một trong những cái điều kinh khủng nhất người Do Thái là đóng đinh trên thập tự và treo giữa nắng, treo giữa đồ người sọ vậy để cho chết từ từ, và có những con chim quạ đến mổ mắt ăn mắt rồi đó, nó sự đau đớn mà chết từ từ, chết kinh khủng nhất. Mà Giê-xu là đấng vô tội, mà Giê-xu là đấng đã bằng lòng chịu vác thập tự giá để đi đến đồi Gô-gô-ta. Buổi tối hôm nay trong tình yêu của Chúa Giê-xu, tôi cũng kêu gọi tất cả những người đang nghe của chương trình hôm nay cũng như là những người có mặt đây, mỗi người trong chúng ta phải nhờ ơn Chúa mà vác thập tự giá đi với Ngài. Amen. Mỗi người trong chúng ta có một thập tự giá riêng. Và tôi biết rằng thập tự giá ban đầu nó là một sự kinh khủng, là một hướng nghiêm, là một sự chết chóc và một sự khổ hình. Nhưng mà sau khi Chúa Giê-xu bằng lòng chết trên thập tự giá đó, từ cái chỗ mà thập tự giá biến thành thánh giá. Amen. Ngày hôm nay chúng ta thấy chữ này người ta chúng ta gọi là gì? Thánh giá. Thánh là holy, là nói về một sự thánh khiết, một sự đầy trọn, một sự vinh hiển. Chúng ta ví dụ như quyển này được gọi là quyển Kinh Thánh. Cái quyển này được gọi là Thánh Ca. Cái quyển Thánh Ca. Rồi chúng ta biết là hội này được gọi là hội Thánh. Nói chung là cái gì đó mà gọi là Thánh Linh, là Thánh Khiết. Nói về sự Thánh đó là nó một cái sự rất là đẹp đẽ, hoàn hảo và vinh hiển vô cùng. Và từ cái thập tự kinh khủng đó, Chúa Giê-xu bằng lòng chết đến đó đã biến thành cái thánh giá. Và ngày xưa người ta nhìn vào cái thập tự như là người ta là đáng rủa xả thay cho kẻ bị treo trên cái thập tự. Nói về cái thập tự là người ta ghê tởm. Nhưng ngày hôm nay
thập tự đã biết rằng biểu tượng của tình yêu thương. Amen. Amen chị em. Amen. Cái hội mà giúp đỡ người ta có cái thập màu đỏ, người ta là hội gì? Hội chữ thập đỏ. Hội chữ thập đỏ, hội đi ghét người hay yêu người? Yêu người. Lại người hay là giúp người? Giúp người. À, hội chữ thập đỏ. Chữ thập đỏ nó về sự yêu thương, cứu người, giúp người. Vào trong bệnh viện chúng ta thấy là bác sĩ đeo trên đầu cái chữ gì? Chữ thập. Trên chiếc xe cứu thương đeo chữ gì? Chữ thập. Vô trong bệnh viện cái gì? Cũng chữ thập. Nó về sự yêu thương, về sự chữa lành, về sự giúp đỡ, sự hoàn hảo và cái sự giải cứu chữa lành cái nằm trộn vẹn tại thập tự giá trong tình yêu thương đó. Cho nên có thể một số người trong chúng ta đang có mặt ở đây, trước đây tôi và anh chị em là những tội đồ, trước đây tôi và anh chị em là một vật hiếu ghét, người ta không dám nhìn, không dám gần chúng ta. Nhưng mà sau khi tin Chúa, Chúa Giêsu ngự vào trong lòng chúng ta trở thành thánh nhân. Thánh nhân người bên cạnh là chào thánh nhân. Chào thánh nhân. Ngày xưa đó, chúng ta biết rằng để mà được người ta xưng là một thánh nhân á, là những người đó như thế nào? Râu phải chó, chứ dài đúng không? Tóc phải chó, bạc. Và tu hành làm gì đó, cho dữ dội trong núi đó, không giết một con kiến, không hại một con ruồi, không có nói nặng một lời nào, chỉ tu hành dữ dội lắm. Thì cuối cùng người đó cũng gọi là bậc thành nhân và thánh nhân mà dữ dội lắm. Nhưng mà thật sự ai mà biết được cái riêng tư của người đó như thế nào, ai biết được tâm tư nguyện vọng người đó đã làm sao, ai biết được nỗi thầm kín trong lòng của người đó như thế nào ở bàn chèm. Nhưng mà thật sự cái tiêu chuẩn của con người, không có một người nào đủ tiêu chuẩn trở thành thánh nhân cả. Cho đến khi Đức Chúa Giêsu chết trên thánh giá, Ngài đổ huyết ra đền tội, ai tin vào Ngài, huyết Chúa Giêsu rửa tội sạch cho chúng ta mới trở thành thánh nhân được. Thánh nhân chỗ nào đây? Chúng ta đã học chương trình của mục sư Nguyễn Như Bằng Hữu. Con người chúng ta có mấy phần? Mấy phần? Linh, hồn và và cái chỗ thánh đây, Chúa muốn nói thánh nhân đây là nó đang nói về xác thịt chúng ta đúng không? Xác thịt chúng ta thánh nổi không? Không khéo buổi chiều thì giận ai đâu chừng. Thật sự ha, nói những lời không đúng xúc phạm người khác làm cho người khác buồn ở trong suy nghĩ tư tưởng, rồi tâm trí chúng ta chắc không? Chắc thánh không? Chàng ơi, Chúa Giêsu nó nhìn người đàn bà động lòng ham muốn rồi đó, phạm tội rồi. Con mắt ngươi mà nhìn mà hại người khác cũng đã phạm tội rồi. Nói chung là về xác thịt, về tâm hồn của chúng ta không có người nào đủ thánh cả. Nhưng mà khi chúng ta được thánh là chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là chủ cuộc đời chúng ta, tâm linh chúng ta được thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên khi gọi nó là đây là một thánh nhân, chứ không nói thánh gì đâu, đây là thánh nhân. Ông Phong ông muốn chặt tôi giận nó thánh gì đâu thánh. Tôi thấy ông ăn ông thánh gì, rồi thánh phải là gì? Không phải, thánh không phải là như vậy. Nhưng mà thánh là do chính Chúa rửa sạch tội cho chúng ta và xưng chúng ta làm công bình trước mặt Chúa và trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là thánh nhân. Amen. Mọi sự được chọn đó, trong đó điều muốn nói rằng tất cả tội lỗi của tôi và anh chị em đã được Chúa tha tội, và trong cặp mắt Đức Chúa Trời tôi và anh chị em là thánh nhân. Amen. Bao nhiêu người bạn già có đó hôm nay tin chắc là bạn là thánh nhân trước mặt Đức Chúa Trời giơ tay đi xem. Còn những người không giơ tay thì sao? Quý vị, tôi xin hỏi lại nè, quý vị trở thành thánh nhân là bởi công đức, còn bởi việc làm, bởi cái sự tu hành của quý vị, hay là bởi quý vị tin vào Đức Chúa Giêsu? Tin vào Đức Chúa Giêsu. Tôi xin hỏi lại, muốn trở thành thánh nhân, quý vị mà tu phải tu bao nhiêu năm? Tin Chúa Giêsu, thừa nhận mình là một tội nhân và thừa nhận Chúa Giêsu là đấng vô tội đã gánh tội cho chúng ta, thì ngay lập tức chúng ta được xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong Roma đoạn thứ 10 cho chúng ta biết rằng lòng chúng ta tin thì chúng ta được xưng là công bình, mà miệng chúng ta nói ra thì chúng ta được sự cứu rỗi. Cho nên nhờ ơn Chúa, tôi muốn nói với tất cả anh chị em rằng hãy biết rằng những gì
mà Chúa Giêsu đã làm tại thập tự giá. Ngày hôm nay tôi và anh chị em trở nên được trắng tội. Chúng ta cùng xem lời của Chúa được chép ở trong sách Roma để chúng ta có thể rõ chỗ này hơn một chút. Chúng ta xem sách Roma và chúng ta sẽ thêm đoạn 5 từ câu số 6 trở đi. Quý vị nghe tôi đọc sách Roma đoạn 5 từ câu số 6 trở đi. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, chúng ta còn nói ngược cạnh, khi bạn và tôi còn yếu đuối. Phải thôi chứ chưa hao cháu nhà, phải. Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì kẻ công bình. Kẻ gì đây? Kẻ có tội. Chúng ta để ý câu số 6 lại nha. Thật vậy, khi chúng ta còn là những người mạnh mẽ, yếu đuối à, đúng rồi, vậy quý vị còn tỉnh táo. Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết cho người tốt, người có tội đó. Đấng Christ đã chết cho vì kẻ có tội. Quả lắm, năm thở mùi thời lắm á, thì mới có một kẻ chịu chết vì người nghĩa, người tốt. Dễ thương lắm thì mới có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Amen. Khi chúng ta còn là người có tội, khi tôi và anh chị em là con người chưa hoàn hảo, khi tôi và anh chị em là còn những con người còn yếu đuối, khi tôi và anh chị em là còn những con người chống nghịch với Đức Chúa Trời, nhưng mà theo kỳ hẹn, đúng thời điểm, Đấng Christ đã chết vì tội cho tôi và anh chị em. Amen. Hãy nói người bên cạnh phải biết ơn Chúa Giêsu thật nhiều như vậy. Hãy biết ơn Chúa Giêsu thật nhiều. Amen. Và câu số 9 chúng ta để, hôm chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào. Nhờ cái gì chúng ta được xưng công bình anh chị em? Nhờ huyết của Ngài. Nếu không đổ huyết thì không có sự tha tội. Cho nên huyết vô tội của Chúa Giêsu đã xưng công bình cho tôi và anh chị em. Mọi sự đã được trọn, trong đó là tội chúng ta được tha, trong đó là linh hồn chúng ta được cứu, trong đó là chúng ta được xưng công bình. Nhưng buổi tối hôm nay tôi biết rằng trong thời điểm này, người Việt Nam chúng ta nói riêng và thế giới nói chung rất cần được sự chữa lành từ Đức Chúa. Amen. Và bởi đức tin tôi mặc dạng buổi tối hôm nay tôi công bố những câu kinh thánh: Chúa Giêsu là đấng chữa lành cho tôi và anh chị em. Mọi sự đã được chọn. Kinh thánh chép rằng Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài thì không có chút chi dấu trá, đúng không rằng anh chị em? Ngài bị rủa mà không rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăn dọa, nhưng Ngài cứ phó mình cho đấng sự đó công bình. Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi mà được sống trong sự công bình. Nhân lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh chị em đã được lành bệnh. Chúng ta còn nói người bên cạnh là nhân lần đòn của Ngài mà tôi và bạn đã được lành bệnh. Nhân lần đòn của Ngài mà tôi và bạn đã được lành bệnh. Amen. Trong danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng những người đang nghe với chương trình của tôi hôm nay và những người có mặt đây, quý vị và tôi được chữa lành ở trong danh Chúa Giêsu. Tôi cảm ơn Chúa, từ ngày tôi tin Chúa, Chúa chữa lành cho tôi vì bệnh thể xác rất là nhiều. Tôi rất là tạ ơn Chúa và tôi khỏe mạnh được như ngày hôm nay. Tôi có thể trở thành một người giảng đạo được như ngày hôm nay, đó là bởi sự chữa lành của Chúa. Ngài không những chữa lành về thể xác cho tôi mà Ngài còn chữa về cái sự ngu dốt của tôi. Amen anh chị em. Tôi không ngần ngại tôi nói điều này. Ngày xưa tôi chăn bò lấy gì tôi hiểu được những điều này. Nhưng mà sở dĩ ngày hôm nay trở thành người giảng đạo được, trở thành người mục sư được, đó là nhờ Chúa chữa lành cái quá khứ cho tôi. Amen. Chúa chữa lành cái nội tâm cho tôi, và Chúa chữa lành sự thiếu hiểu biết của tôi nữa. Amen. Thậm chí là Chúa chữa lành luôn những cái cá tính kỳ cục của tôi nữa anh chị. Và tôi cũng nhân danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng Chúa Giêsu mà chữa lành mọi bệnh tật cho tôi và anh chị. Tất cả bệnh nào chúng ta bởi đức tin mà thừa nhận ra, công bố Chúa Giêsu là đấng chữa lành, thì chính Chúa sẽ chữa lành tất cả những điều đó cho tôi và anh chị. Vì chúng ta là mọi sự đã được chọn.
bao nhiêu người trong quý vị tin chắc là một sự đó được chọn, trong đó là Chúa muốn cứu tôi và chị em ra khỏi sự rủa xả. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Tôi tin vào điều đó. Một sự rủa xả của tôi và anh chị em đã được Chúa Giêsu gánh tại đời Golgotha rồi. Amen. Và một lần nữa tôi cũng nhân danh Chúa Giêsu, tôi mạnh dạn tôi nói là tại thập tự giá đó Chúa Giêsu người phán là mọi sự đã được chọn. Chúa cũng tuyên bố rằng tất cả những sự nghèo nàn, nợ nần, thiếu thốn của tôi và anh chị em đã được Chúa Giêsu gánh giùm rồi. Amen. Anh chị em có thừa nhận điều này không? Amen. Có công bố cái điều này không? Amen. Và anh chị em có khiêm nhường nhận điều này không? Amen. 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 Tôi cảm ơn Chúa. Có sao tôi nói vậy? Ngày xưa mình nghèo rất bùng tơ luôn. Mình đi đến đâu cũng bị người ta khinh, người ta coi thường. Và nhiều lúc cũng mặc cảm lắm. Muốn làm một việc gì đó mà không có tiền thì như thế nào chị em? Không làm được. Bị khó chịu lắm. Mà bị hai vợ chồng tôi họ nói là đi mua nước mắm được. Đường nước mắm nào rẻ nhất thì mua. Gạo, lượng gạo rẻ nhất thì mua. Ở lại nhà thuê, bị bên cạnh nó khinh thường, đủ thứ hết. Nhưng mà chúng tôi tuyên bố rằng mọi sự đã được chọn. Chúa Giêsu ơi, con công bố rằng Ngài đã gánh tất cả sự rủa xả nghèo nàn của con. Trong danh Chúa Giêsu, Ngài vốn giàu, Ngài tự làm nên nghèo, hầu cho mỗi sự của nghèo của Ngài mà con trở nên giàu có. Amen. Tôi xin hỏi con này thì bao nhiêu người amen à? Ngài vốn giàu, Ngài tự làm nên nghèo, hầu cho mỗi sự nghèo của Ngài mà con trở nên giàu có. Amen. Quý vị ơi, quý vị hãy tin vào Chúa Giêsu rồi đó là mọi sự đã được chỗ. Amen. Chúng ta cũng nói mạnh mẽ là mọi sự đã được chỗ. Mọi sự đã được chỗ. Cho nên thương ông anh chị em là cái lễ thương khó này, buổi tối hôm nay nói về sự hy sinh Chúa Giêsu, tôi không nói về sự chết chóc thảm thương, vì Chúa Giêsu chúng ta đã sống lại trong sự vinh quang rồi. Amen. Amen. Chúng ta chỉ kỷ niệm mà thôi. Amen. Nhưng chúng như con tuần này chúng ta sẽ kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta còn muốn mạnh mẽ hơn nữa. Amen. 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 Tất cả các vũ trụ ai cũng có ngày sinh, đốt ngày sinh, và có ngày sống cũng có ngày sống, rồi cũng có ngày chết, chúng có ngày chết, nhưng mà chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có ngày phục sinh thì sống lại thôi. Đó là cái đặc biệt của Kitô giáo. Amen. Cho nên cảm ơn Chúa, Philip đã muốn giải cứu Chúa Giêsu, nhưng mà chương trình của Đức Chúa Trời là muốn Chúa Giêsu và gánh thay tội cho nhân loại này, thì con người không thể nào cản trở đường lối của Chúa được. Amen. Amen anh chị em. Đây là cái kế hoạch, đây là cái đường lối, đây là chương trình của Đức Chúa Trời rồi thì không ai cản được cả. Rồi sau đó và người ta đã nói Chúa Giêsu là vua dân Giuđa, nhưng thật sự Chúa Giêsu không phải chỉ là vua của dân Giuđa mà Chúa Giêsu còn vua của hoàng vũ này luôn. Amen. Amen anh chị em. Chúa Giêsu ngài không chỉ là một vị vua của một dân tộc, của một nhóm người, nhưng mà Chúa Giêsu ngài là vua của cả nhân loại này nữa anh chị em ạ. Amen. Cho nên tạ ơn Chúa, sau khi Chúa Giêsu làm tất cả những điều đó rồi, tôi xin nhấn mạnh lại cái câu số 28 một lần nữa. Câu 28 là sau đó Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được chọn. Chúa Giêsu biết, chúng ta cũng nói là Chúa Giêsu biết mọi sự đã được chọn. Chúa Giêsu biết câu số 28 chứ nói vậy. Đức Chúa Giêsu biết mọi sự đã được chọn rồi. Wow. Như vậy mọi sự đã được chọn rồi là Chúa Giêsu ngài cũng đã biết trước. Phần Chúa Giêsu thì ngài biết trước rồi, và ngài vui lòng chịu thập tự giá là như vậy đó anh chị. Ngài biết rằng sau khi mà ngài chịu điều này á, thì cả hàng ngàn người, hàng tỷ người, hàng triệu người trên thế giới này sẽ được tự do, sẽ được giải cứu. Nếu tôi và anh chị em khi đối diện một vấn đề gì đó mà mình biết rằng nếu một người hy sinh chỗ này một chút xíu thì bao nhiêu người sẽ khác cho được Chúa. Một tối hôm nay tôi cũng nói rằng khi có một vấn đề gì đó xảy ra, tôi và anh chị em sẽ bằng lòng hy sinh. Hy sinh ra là chỗ này là tôi muốn nói là chúng ta chịu thua một chút, chúng ta chịu thiệt một chút, chúng ta chịu kém một chút, chúng ta bị nhục một chút, nhưng mà nhiều người khác được phước thì chúng ta cũng nên chấp nhận chịu thua chịu thiệt nha. Amen. Tôi ví dụ ở trong một hàng xóm nào, một bên người nào cơ đốc là người tin Chúa, ai cũng biết hết,
người này hay nói về Chúa thì anh biết, người này không biết Chúa, nhưng hai bên giành giật một vấn đề gì đó, đang tranh giành một vấn đề gì đó, mà người Cơ Đốc này hùng hùng vô hổ, cố gắng cãi cho to, la cho lớn, đánh cho bự và thắng người kia, thì từ đó anh chị em nào danh của Chúa có được vinh hiển không? Không. Nhưng mà người Cơ Đốc này mặc dù không có lỗi, nhưng mà bằng lòng thua một chút, chịu thiệt một chút và chấp nhận hy sinh một chút để rồi danh của Chúa được vinh hiển, thì tôi nói với anh chị em là con cái của Chúa, chúng ta nên chấp nhận thua một chút để rồi danh của Chúa được tỏa sáng tại khu vực của chúng ta. Đó là việc khó, nhưng mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gương mà hầu cho chúng ta noi theo dấu chân Ngài là như vậy đó. Amen. Hầu cho Kinh Thánh được ứng nghiệm thì Ngài phán là ta khác. Chúa Giêsu Ngài khác, Chúa Giêsu Ngài mong muốn, Chúa Giêsu Ngài mong đợi, Chúa Giêsu Ngài khát khao. Ngài chịu hy sinh như vậy và Ngài cũng muốn rằng Cha yêu ta thế nào ta cũng yêu cái người thế đó, Cha sai ta thế nào thì ta cũng sai cái người thế đó, Cha ta là đấng đã dành chương trình trọn vẹn cho ta, ta đã đào phục Cha ta thế nào thì ta cũng muốn chương trình của ta dành cho các con, và các con cũng phục vụ và hy sinh và đào phục ta thế đó. Ta khác, Chúa Giêsu đang khác, Chúa Giêsu đang mong muốn những con người trên thế giới này, trong đó có tôi và anh chị, hãy sống cho Chúa, hãy sống cho phúc âm và hãy sống cho những linh hồn hư mất, anh chị em. Amen. Amen. Và Chúa Giêsu đã khát, Ngài đã mong đợi, Ngài đã khát khao, Ngài nhìn thấy những cuộc đời được biến đổi, những linh hồn được dâng lên cho Chúa. Và cảm ơn Chúa, chúng ta thấy nào? Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tấp đưa kèm về Ngài, cái là họ làm những cái công việc của họ. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được chọn. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu Ngài nói là mọi việc đã được chọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn mình. Có nghĩa là trong giây phút mà Chúa Giêsu chuẩn bị trút linh hồn á, thì Chúa Giêsu Ngài nhìn tổng quát, Ngài nhìn xem là tất cả công việc của Ngài làm. Ý Ngài muốn nói là con cảm tạ ơn Cha, con đã hoàn tất công việc rồi đó Cha. Con đã hoàn tất công việc mà Cha đã giao cho con rồi đó. Và Chúa Giêsu Ngài vui lòng tại thập tự giá, Ngài nói là con cảm ơn Cha vì tất cả những công việc nhiệm vụ khó khăn nhất mà không ai làm được, mà nhờ ơn Cha con đã làm xong rồi. Và Chúa Giêsu Ngài thỏa nguyện bằng lòng, Ngài vui vẻ vì kế hoạch cái chương trình Đức Chúa Cha dành cho Ngài. Sau đó Ngài gục đầu và Ngài trút linh hồn của mình. Trong tình yêu của Chúa Giêsu buổi tối hôm nay, tôi muốn nói với tất cả những người đang có mặt ở đây, mọi việc đã được chọn trên cuộc đời của chúng ta. Tôi muốn nói với tất cả quý vị rằng linh hồn của chúng ta, đường lối của chúng ta, kế hoạch của chúng ta, tương lai của chúng ta đã nằm trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em và tôi không cần phải quá đau đớn, không cần quá thất vọng, không cần bày tỏ một điều gì đó có cái tuyệt vọng khi có một vấn đề gì đó xảy ra trên cuộc đời của mình. Amen. Bao nhiêu người trong chúng ta tin chắc rằng Đức Chúa Trời có chương trình tốt lành cho cuộc đời của mình. Amen. Bao nhiêu người tin vào điều đó. Amen. Chúa có chương trình tốt lành cho bạn và tôi. Amen. Amen. Chúng ta chỉ đầu phục Ngài giống như Chúa Giêsu đầu phục Đức Chúa Cha vậy thôi. Amen. Cho nên trong tình thương của Chúa buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ đến với Chúa và chúng ta dự tiệc thánh để nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu này trong đêm ngày bị nộp, Ngài bảo rằng hãy lên bánh tay, Ngài tạ ơn, Ngài đưa cho môn đồ, Ngài phán rằng này là thân thể ta vì các ngươi mà khó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Xin Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên và mời thầy phố và thầy đình chuẩn bị chúng ta phát bánh và chén cái dân sự của Ngài buổi tối hôm nay, để rồi chúng ta biết rằng mọi sự đã được chọn. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.